Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình. Một ngày mới ha. Đây là cái khu vườn mình trồng rau này mọi người. Đấy, hôm nay khoe với mọi người nè. Mình ngoài cái việc mà trồng hoa kiểng ha, cây giống ra, thì mình còn trồng rau nữa. Nhưng mà trồng rau thì chỉ cung cấp cho gia đình thôi. Và thường thì trồng thì chỉ có phân, không có thuốc ha. Cho nên cây của mình nó không có được đẹp lắm. Nhưng mà vẫn đủ cung cấp cho gia đình nha mọi người. Đấy, cung cấp không được nhiều ha. Tầm một phần nào đó thôi. Cà chua này mọi người, trái này rất chỉ là nhiều luôn ha. Mình không có xịt thuốc cho nên là cây cà chua nó cứ héo lá và nó bị bệnh. Cây cà chua mọi người, mình trồng nhiều lần rồi, mình để ý á, cứ mỗi dịp mà cây nó ra trái ra hoa nó hay cái bị bệnh héo vậy á. Nếu như mình không xịt thuốc thì nó sẽ chết dần ha. Đấy, trồng cho gia đình ăn cho nên là mình không có xịt thuốc đâu. Ơi, cà chua trồng xen với đậu bắp ha. Đậu bắp thì mình ăn được nhiều lần rồi, rất chỉ là nhanh làm vườn đó mọi người ha. Trồng rau thì ngoài cái niềm vui ra thì nó còn cung cấp cho gia đình mình được một ít rau để ăn. Rau vườn trồng ăn rất ngon mọi người. Từ lúc mà mình thấy trồng rau nó khó khăn á là mình quyết tâm mình trồng. Đây là cái dàn bắp đắng này. Dàn bắp đắng này thì mình ăn từ bữa trong Tết tới giờ. Bây giờ nó cũng tàn rồi, héo hết rồi. Bây giờ mình chuẩn bị dọn để trồng lại thứ khác ha. Đó. Rau dền, rau mồng tơi thì cũng có. Còn bên này là đậu bắp. Đó. Đậu bắp với đậu bún. Đậu bún thì mình đã nhổ dây rồi để chuẩn bị trồng thứ mới. Đó. Trái nhiều lắm, ăn không hết. Đó. Nó khô héo ở trên cây kìa mọi người. Còn đậu bắp cũng vậy. Mọi người để ý ha. Cái cây của mình là già quá, nhiều quá. Trồng bao nhiêu đây mà ăn không hết đó mọi người. Không xịt thuốc cho nên nó xấu, nó bệnh. Vài ngày nữa thì mình sau khi mình làm vườn xong ha, thì mình sẽ dọn chỗ này sạch sẽ hết trơn và trồng lại cái vườn rau đó mọi người. Làm vườn thì mình phải trồng rau. Vừa tiết kiệm được chi phí mà vừa là niềm vui, vừa có ăn. Đấy, video này thì chủ yếu là truyền cảm hứng thôi. Ai mà có ở quê thì mình cứ mạnh dạn trồng một ít rau. Ăn không hết thì để nó mọc lên vậy chơi cũng được. Nói thiệt, ăn không hết đâu. Thường thì mình không trồng thì không có ăn ha. Nhưng mà trồng là ăn không hết, nhiều lắm. Đậu bắp mà ở phía dưới này nó còn ra trái này. Những trái này là còn ăn được này mà này, còn non này. Trái này ăn được không là ui rồi ơi. Không có bị đâu. Một trái nhỏ nhỏ này. Chỉ ăn một lần một vài trái thôi. Ăn nhiều thì ngán lắm. Nhưng mà mình thì rất thích trồng mọi người đó. Cứ để đó là cái lâu lâu tưới nước. Phân thì mình lâu lâu rải miếng phân hữu cơ cũng được. Còn không thì bỏ cũng được à đó. Trồng rau để ăn mà rau sạch là khó lắm á. Đấy, mà mình thì rất là đam mê ha. Vài bữa nữa thì mình sẽ dọn lại cái khu này. Và cùng trồng đậu bắp và đậu bún tiếp. Hai loại này thì rất là dễ trồng. Và cũng cung cấp cho nhà mình một phần nào đó lương thực ha. Đây, mình có thấy không? Cái này chắc để làm giống được ha. Rồi, video của mình tới đây thôi nha mọi người. Bye.